Ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu của chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chương trình phát động trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đời sống việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, chỉ sau 10 tháng phát động, với cách thức triển khai có nhiều đổi mới sáng tạo, với sự vào cuộc có trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp công đoàn, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động cả nước, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến sớm 332 ngày so với kế hoạch đề ra. Phát biểu khai mạc buổi lễ, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự quyết tâm, sáng tạo của các cấp công đoàn trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thắng lợi chương trình, giúp hoàn thành sớm và hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã biểu dương hơn 2 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã gửi sáng kiến tham gia chương trình. Chúc mừng 354 tập thể cá nhân xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. Đặc biệt là 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị hôm nay. Sự sáng tạo không chỉ là giới hạn và mỗi sáng kiến là sự đánh dấu một nấc thang trên con đường phát triển, hoàn thiện của mỗi cá nhân tập thể. Qua chương trình, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến sáng tạo nhiều hơn nữa, không ngừng lan tỏa, truyền cảm hứng sáng tạo để ngày càng có nhiều hơn những kỹ sư, những công nhân lao động, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và rộng hơn là sự phát triển của ngành, của địa phương để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tập thể cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là minh chứng sinh động, là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả cao hơn. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá qua một năm triển khai, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã thành công ở cả 3 phương diện, bao gồm phát động, tổ chức thực hiện, kết quả mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Với tập thể cá nhân được tuyên dương hôm nay, tôi đề nghị các bạn tiếp tục cố gắng, tiếp tục trăn trở, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng, lan tỏa để mọi người noi theo. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Tôi cảm thấy rất là tự hào và vinh dự. Và sau chương trình này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn công nhân hoặc là tất cả các bạn ở trong tất cả các lĩnh vực khác là chúng ta hãy cùng cố gắng. Nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thay đổi được, tất cả đều có thể thay đổi được. Chắc chắn rằng đây là một cái động lực vô cùng to lớn, vì từ cái động lực này, cái thành tích này thì nó cũng sẽ tạo một cái đà khích lệ động viên để cho toàn thể đoàn viên người lao động cũng sẽ có nhiều những cái sáng kiến hay, cách làm tốt để được thực hiện và triển khai trong toàn hệ thống. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chương trình được xác định là nội dung trọng tâm thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Liên đoàn phát động đợt thi đua kéo dài trong 2 năm, từ 2022 đến 2023.